Người phụ nữ này từng là một nàng dâu rất khiếu thảo với cha mẹ chồng. Đến ngày hôm nay thì cô mắc phải một căn bệnh rất nặng. Còn người chồng thì đi làm xa không có ở nhà, để lại người mẹ chồng 88 tuổi phải lo cho một cô con dâu ngày ngày phải chăm sóc và lo lắng cho cô con dâu này. Và câu chuyện có thật hay không thì mời quý khán giả theo luật hà tới đây vào để tìm hiểu câu chuyện này. Chị thấy cho mình sao rồi chị? Nói mệt. Vâng. Mẹ chị không? Mẹ chị là lo cho chị là cũng lâu hả chị? Lâu. Chị ơi, thấy một bà lão ở đây còn phải lo cho một cô con gái. Ngoại có suy nghĩ là một ngày là ngoại sẽ không còn lo cho con gái được nữa. Dạ yếu mẹ ơi, ăn số thì bỏ con một câu gì sao vậy? Nhưng mà ngoại có suy nghĩ tới điều đó chưa ạ? Nghĩ tới cái cô con gái á, không có tiền mà để lo thuốc thang đúng không ạ? Đi dưới nằm bệnh viện 6 bữa mà không đủ tiền cái có không? Chị nghĩ mà không có, không biết làm sao, cam chịu chứ giờ sao vậy? Giờ nhờ địa phương. Ngoại muốn cái điều gì ngoại nói lên cho con và cô chú chị biết nè. Không có được điều... Nhờ địa phương cha lại giúp cho chút đỉnh tiền cho con gái nó thuốc men nó mạnh, nó sống với chồng với mẹ già. Vậy thôi, chỉ có vậy thôi hả ngoại? Ừ. Rồi sao ngoại không ước mơ cho ngoại đi? Thôi già rồi, tuổi già rồi, quá rồi. Ngoại thấy con gái mình đau vậy, xót xa lắm. Xót không ngoại? Ngoại ngoại cũng khóc không cái gì? Theo ngoại cái mình nằm này... Nằm nhịn mặt châm tâm đó. Dạ. Nhịn nhỏ nhỏ rồi, con khỏe. Ngoại... Chứ con về mẹ cũng có vui. Dạ, con xin gửi lời chào quý diễn giả. Quý diễn giả, hiện tại thì Ngôn đang có mặt ở cái sách của Sóc Trăng. Và Ngôn cũng như là Thanh Trúc có nhận được một thông tin đến từ người dân nhờ giúp đỡ hoàn cảnh của ba mẹ con. Thì để tìm hiểu về câu chuyện là như thế nào thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý diễn giả mình cùng đi vào trong nhà và hỏi thăm gia đình cũng như là tìm hiểu về câu chuyện nha. Dạ rồi, xin mời quý vị nha. Ngoại ơi, có nhà không ngoại ơi? Cho con vô cái nghe ngoại. Dạ dạ. Ngoại đang làm gì vậy? Con gái là cái này hả? Chị đang gặp vấn đề gì chị? Khói u bao tử, rồi viêm nhiễm trùng máu, rồi bây giờ đau nhất hả sao chị? Bà mẹ chồng phải lo, cũng như con ruột vậy. Con dâu mà mẹ chồng bất tay bất chân nó lo cho nó. Bây giờ mẹ mới còn khỏe, còn cháu con dâu nó đau quá rồi, giờ mẹ phải cũng như mẹ ruột nó lo cho nó. Nhưng mà ngoại lớn tuổi như vậy đó, rồi ngoại bất tay bất chân cho con dâu gì rồi người ta chỉ nghĩ
đâu có ai dị nghị. Ta vô dòm ta nói à, già vậy mà thương, thương dâu vậy, dâu cũng mạnh giỏi nó cũng thương mà già. Người cho con hỏi thăm mà sao mà ngoại lo cho con dâu nhiều quá vậy? Chứ giờ mình nghèo, giờ có mình nói phải lo cho nó, rồi chồng nó rồi phụ rồi nó đi mặn lo cho lại cho mình. Miếng dâu mạnh là đi, mình già miếng rồi nó lo, nó chăm sóc. Cũng như mình lo cho nó vậy. Sao chị khóc vậy chị? Chị buồn sao chị thấy nghe con? À, chị sợ mình mất người. Mất đâu con. Để rồi mẹ lo, nhà cô bác hơi cha gần mới lo cho con, phụ giúp chút đỉnh. Còn đứa cháu nó ở xa để điện được nó cũng gửi được về chịu nó lo. Thì chị sợ chị mất rồi không ai lo cho bà nhé. Bà thì lại sợ con mình mất rồi tội nghiệp cho bà nhé. Thôi như vậy thì bà ơi, chắc con xin phép mời bà với chị ra ngoài trước nhà nè, để con hỏi thăm chút xíu nha. Ráng ngồi dậy con. Dạ dạ. Nhà ngon cả nhà, tuổi ngoại đây là tuổi xế chiều rồi mà còn phải lo cho một cái cô con gái như gì nè cả nhà. Thì anh Trúc Phương Ngôn á thì nhận được cái cuộc gọi á, cái cô sớm ở sớm nè chỉ cho anh Trúc Phương Ngôn thấy rất là xót luôn cái gì. Ngoại thì năm nay cũng đã lớn tuổi tóc bạc. Ngoại Vĩnh. Ngoại, ngoại cho con hỏi á ngoại. Ngoại năm nay bao nhiêu tuổi ngoại? 88 rồi. Ôi ôi, 88 tuổi mà ngoại còn phải lo một cái người con gái như vậy đó hả ngoại? Con mình bệnh phải lo chứ sao? Trời. Nghèo thì phải lo theo hoàn cảnh nghèo. Vì chồng nó đi mặn, lâu lâu gửi giờ có vài 300 ngàn đâu có đủ. Là... cũng nhờ cô bác và chị em chồng sớm cho chút đỉnh. Ở nhà ngoại làm gì nuôi con gái ngoại? Ở nhà chỉ ai đỡ cho thì nấu cơm mua đồ ăn cho con gái ăn. Rồi mấy con của ngoại có nhiều không? Có 3 người con à, mà bây giờ còn có nàng này ở đây nó ở với nó. Còn thằng kia nó đi tu nó ở trên xa. Rồi có ai nữa? Cô thường có ai cho tiền ngoại và phụ giúp nuôi con gái ngoại không? Ở xóm gì người ta ở xa người ta cho thăm nên ta cho người 50-30 kia không có cho nhiều. Cho vậy rồi mua, đâu có mua gì đâu nhiều đâu. Mua chút đỉnh thịt với cái người nấu cháo hay là... Chị tự làm không được sao ngoại? Đâu có đi làm. Chị nè tự mà lau mặt đồ được không? Không, yếu quá yếu rồi. Chị là mà ngoại phải là công việc là lau mặt. Ừ. Wow. Có đút cơm không ngoại? Cái cơm đó không. Chị tự ăn cái gì? Tự múc ăn chút à, đút không chịu. Nấu là ngoại là cái người nấu cơm đúng không? Ừ. Ôi chàng ơi, chị ngoại lo cho chị giờ bao lâu rồi? Đây về đây về hơn tháng này không con? Không mấy không ngoại? Chị nói chuyện nổi không chị? Mình mấy không? Dạ. Mình mấy rồi. Đào mà tháng mấy rồi? Nói không nổi hả chị? Năm mấy? Mới 43 tuổi nha. 43 tuổi mà ngoại năm nay 88 tuổi. Chị thấy mà như vậy đó rồi mình thấy làm giống như một cái gánh nặng cho ngoại không chị? Chị có khi nào chị tuổi không? Khóc hoài tôi không cho khóc. Chị ơi. Ừ. Thì tuổi thân chị giúp suy nghĩ là vì chị mà con cái với ngoại rồi nè lo cho chị quá trời luôn không? Sao chị? Tại mình còn trẻ mà lớn tuổi rồi lo cho mình. Chị ngơ ngước mặt lên được không? Hay là không? Mặt lên. Bé à con. Giờ đi đứng là toàn là mẹ chị nhiều chị không hả? Ừ. Đi đứng nữa. Chị là... yếu quá yếu rồi. Trời ơi, nấu cơm nấu nước là toàn bộ ngoại luôn. Ngoại nấu. Đi nhờ bếp ga nấu mau.
Rồi hết cái bếp ga đó rồi tiền đâu vô ra ngoài? Thì cũng nhờ mua triệu người ta, rồi chừng nào con trai Út nó có tiền gửi trả, mua triệu được. Là một tháng mà gửi gì bao nhiêu ngoài? Gửi có 300 ngàn. 300 hả? Rồi đâu nào tiền gạo, tiền thóc rồi tiền gạo thì nằm ngay, cô bác người ta cho. Chàng ơi, ở chùa người ta cho. Chị ơi, cho em hỏi á, chị bệnh như vậy đó, có khi nào chị nói chị là một cái người gánh nặng cho ngoại, cho cái người mẹ của mình không chị? Có. Như thế nào chị kể cho em nghe thôi. Nó em còn nhỏ tuổi mà mẹ đã lớn tuổi rồi. Sao em thấy tuổi thân lắm anh ơi. Ngoài thấy con của mình còn nhỏ tuổi mà bệnh, cái bệnh này nói chung là hiểm nghèo hả ngoài? Bệnh hiểm nghèo, tôi nó ngồi nó khóc hoài, tôi nói không, con cứ vui lòng đi, ráng uống thuốc cho mạnh, ăn đồ cho nhiều cho khỏe thôi, chứ ốm quá ốm. Trong khi nó ngoại đó thì theo mà con mình như vậy đó, rồi bữa nào ngoài cũng phải lo hết trơn. Thì giờ sáng sớm thì đem nước lại nó rửa mặt, súc miệng rửa mặt rồi thôi, rồi thay đồ thì dắt vô nước nóng trong thao bự lao cho nó. Có khi nào ngoài bóp tay bóp chân cho chị không? Cũng bóp. Chàng ơi, tuổi ngoại là ngoại năm nay là 88 tuổi. 88 tuổi mà tuổi này đó là đúng lý là phải con cháu phải lo lợi ngược cho ngoại, bởi vì hoàn cảnh nghèo nghèo đó, giờ không có ruộng đất, hồi đó có người ta, ông già người ta hỏi ở đậu người ta giật luôn, cái người ta không trả người ta. Ngoài cái đó thì mình để qua bên nha. Bỏ cái đó bỏ luôn. Còn ngoại, còn nè, ngoại ở nhà người ngoại làm công việc gì kiếm tiền đúng không ngoại? Đâu có làm gì được, tôi có cô bác gần xa, ta ở xa, ta rồi người ta thăm á. Hồi đó tôi đi mần xa, đi theo con đi tới Ô Môn, rồi xa lắm, đi giá lộ, rồi giờ người ta nghe bệnh gì, chúng ta thăm, người ta cho tiền chút đỉnh. Cho đâu có nhiều, người năm người cho 500 ngàn, người 100. Nói chung tùy duyên ngoại ơi. Rồi lo cho con mua này kia cho nó, mua thuốc mua đồ. Bây giờ không có uống thuốc tây, nhờ đi hút thuốc uống thuốc đó, giờ trên này đỡ rồi. Ngoại như vậy là ngoại phải lo một cái cô con gái tối ngày gì đó không ạ? Thì bây giờ con gặp cái hoàn cảnh nghèo, giờ bốn phận mẹ già phải lo cho con. Con mạnh rồi giờ nó phải báo hiếu lợi chứ có gì đâu. Mà chị bệnh như gì đó là ngoại lo là thấy có giảm không? Không có giảm. Tí rồi vậy nghèo không hụt tiền hụt bạc, cái gạo thóc thì không hụt, còn tiền bạc thì thuốc men không đầy đủ nữa. Phải ngoại có khi nào mà sao ngoại không chở chị đi bệnh viện gì đấy? Chở đi bệnh viện rồi có chụp hình rồi chụp hình rồi mà siêu âm được rồi mà nhưng nó không nói. Có chụp hình nên Thảo nó chạy đi đâu rồi chứ thôi Thảo lấy giấy đủ là không nói nha. Với lại là người ta có nói là đi Sài Gòn rồi gì không ơi? Không, đi Sóc Trăng. Dạ. Chứ nghèo không có tiền đâu đi xe ra tới Sài Gòn. Ngoại có khi nào mà con gái của ngoại nè đau gì đó mà ngoại nhìn ngoại có xót không ngoại? Chàng ơi, tuổi thân lắm chứ. Như thế nào ngoại? Có đứa con mà nghèo khổ lo lo vậy mình không có, nó rủi nhắn số buồn lắm. Dạ. Mà suy nghĩ tới cái một có một ngày nào mà con của mình không còn được lo nữa không ngoại? Nhưng nó mạnh cũng ráng lo, cũng nhờ cô bác tôi giúp họ với người này chia xa gần đó rồi lo cho nó mạnh được mừng, mà không được nó vắng số rồi buồn lắm. Rồi ngoại bữa nào cũng phải lo cho cái cô con gái hết trơn. Thì giờ sáng sớm nấu cháo, mua thịt cái người gì luộc trần đây đó, nấu cháo rồi sắc mỏng bầm ra miếng vậy nè. Ngoài còn ở ngoài không ngoại? Ông ngoại mất lâu rồi. Ngoại mất lâu ha. Bây giờ còn phải lo cho con gái. Thì ngoại cho con hỏi ngoại, nếu ngoại có một cái điều ước á, ngoại ước cái điều gì ngoại? Ngoại điều ước thì nhờ cô bác ơi xa gần lại xe coi hoàn cảnh vậy cho con tôi chút đỉnh tiền thuốc men cho nó mừng, điều ước vậy thôi. Chứ bây giờ hiện tại là ngoại không có tiền
mua thuốc uống hay cho con gái ngoại hay sao? Hiện tại già rồi đâu có tiền đâu mà mua. Chồng nó đi mừng một tháng gửi vừa có 300.000 mà phải mượn người ta gửi về nhà, chứ đâu có đi được cha, đi bỏ nó không được, rồi có cháu bé đó nữa. Bây giờ vợ bệnh vậy chồng không có đi mừng nữa, ở gần đây giữ cháu bé. Sáng tảng sáng sớm Thảo nó đau quá, đau nhào ói, cái cha nó chở cái sách thuốc men. Ngoại ơi, ngoại là phải dò cho con gái gì đó ngoại, tấm lưng gì đó ngoại, tấm bóp gì đó. Ngoại làm gì rồi, ngoại có mệt không ngoại? Không, già như mình có mình vậy mệt gì cũng ráng lo cho con, lo cho con nó khỏe rồi mình mừng. Nó giờ con khỏe mình mừng, nó nói con khỏe rồi má. Con thấy ngoại á, nhắc tới cái người con á muốn khóc luôn ngoại. Lý do là sao ngoại? Do hoàn cảnh mình nghèo, thấy con mình dê tuổi thân. Ngoại sao ngoại không mượn tiền cô chú mình sớm rồi đó cái? Không, ở đây không phải như ở trên mà cùng ra quả ở đây chở chị đi bệnh viện rồi sao ở đây, mà hôm đó cũng mượn nữa chút đỉnh này chở đi, rồi hẹn qua tháng năm mới trả. Trả lên chưa ngoài? Chưa có tiền. 4 triệu chở đi dưới rồi nằm mấy bữa rồi quá rồi gì chị đau lắm về. Mới về đây rồi giờ nhờ rồi ta chỉ thuốc đủ uống thấy là đỡ. Có khi nào trong nhà mà không có tiền mà để mua thuốc cho con gái của ngoại không? Tiền ơi, lúc trước không có tiền. Tôi nhờ mấy đứa em ở xa nó xuống nó thăm nó cho được vài trăm. Với tiền già tháng được 360 hả? Tiền đó là ngoại để mua thuốc cho con gái hả? Ừ. Để dành đó. Đi mượn người ta đi chợ mua đồ, miếng giấy út ở nhà đó thì mày chạy đi mua đồ này kia cho vợ mày ăn. Cái gì mua ăn cho nó ăn được thì nó ăn mua đi. Thấy không cả nhà, đã còn lớn tuổi rồi, nói tưởng đâu là sẽ tuổi ăn tuổi nghỉ mà không ngờ còn phải lo ngược lại cho một cái cô con gái. Ngoại là phải sáng nấu cơm và nấu cháo cho con gái không ngoại? Nấu cháo, chứ cơm nó không ăn. Già tôi ăn cơm mà tôi nấu mềm. Nấu có chỗ nấu. Một bà lão 88 tuổi cái gì mà còn phải lo cho một cái cô con gái chỉ mới có 40 mấy tuổi thôi. 43. Ngoại, rồi cho con hỏi ngoại, nhiều khi mà ngoại thấy con gái mình mà cái bệnh mà nó đau đó như vậy đó, rồi ngoại có suy nghĩ cái điều gì không? Suy nghĩ không biết thằng chồng có tiền nuôi cho con, kêu thằng chồng nó ráng đi mượn đồ này mượn đồ kia, người ta bây giờ hoàn cảnh nghèo vậy, người ta đâu có cho mượn. Chị là chị này có chồng mà chồng đi làm xa hả chị? Nó đi làm lên thơ rồi sắm ơi đi chiều về, có bữa mắc mần tới ca đêm nó thành ra tới sáng 6-7 giờ sáng mới về với thằng cháu nội. Con nhỏ gái đó thì nó xin nghỉ mặn chảnh rồi nó xin nghỉ về mẹ nó vậy về đi kiếm ốc kiếm đồ. Chị thấy cho mình sao rồi chị? Nói mệt. Vâng. Mẹ chị không? Mẹ chị là lo cho chị là cũng lâu hả chị? Lâu. Chị ơi, thấy một bà lão ở đây mà phải lo cho một cô con gái, ngoại có suy nghĩ là một ngày là ngoại sẽ không còn lo cho con gái gì nữa, bệnh gì nữa. Dạ yếu mẹ ăn số thì bỏ con một câu như sao vậy? Nhưng mà ngoại có suy nghĩ tới điều đó chứ mà suy nghĩ tới cái cô con gái á, không có tiền mà để lo, mà lo thuốc men đúng không? Đi dưới nằm bệnh viện 6 bữa mà không đủ tiền cái. Có không? Không suy nghĩ mà không có, không biết làm sao, cam chịu chứ giờ sao vậy? Giờ nhờ địa phương. Ngoại muốn cái điều gì ngoại nói lên cho con và cô chú chị được biết nha. Không cái được điều. Nhờ không? Địa phương xa lại giúp cho chút đỉnh tiền cho con gái nó, thuốc men nó mạnh, nó sống với chồng với mẹ già.
vậy thôi, vậy chỉ có vậy thôi hả ngoại? Ừ. Rồi sao ngoại không ước mơ cho ngoại đi? Thôi già rồi, tuổi già rồi, quá rồi. Ngoại thấy con gái mình đau vậy rồi, xót xa lắm. Xót không ngoại? Trời ơi, ngoại muốn khóc không cái gì? Theo mà cái mình nằm này... nhưng mà chăm tâm đó. Dạ. Yeah. Em nhỏ nhỏ rồi, con khỏe. Ngoài... chứ con về mẹ cũng có vui. Ngoài có thường tâm sự với con gái không? Thường nói... ngoài tâm sự kìa, ngoài tâm sự là cố gắng đi con hay đầy đỏ. Trời, cố gắng con gắng đi, gắng cho hết được rồi con. Mẹ mừng, con đau con nằm hoài, ói hoài vậy. Trời ơi. Vì thấy một bà lão phải lo cho một cái cô con gái. Ngoài thường là ngoài an ủi chị đã gần nghe sức dầu rồi, nói con ơi con ra niệm Phật đi cho khỏe thân chứ con đừng có nghĩ gì hết, rồi không thẳng thuốc men nó hết rồi con mới đi mặn được. Yeah. Bây giờ không có mặn gì được hết, nín thinh niệm Phật hoài, ăn đem gì ăn thì ráng ăn cho nhiều được khỏe. Yeah. Mà đâu có ăn gì, đem chút cháo ăn hai muỗng rồi thôi, tôi đi con ráng muỗng nữa đi, không má hơi ăn nữa ói. Ngoại ơi, hỏi cho con hỏi thăm nè. Vừa nãy con nghe ngoại nói á, là ngoại có một người con trai, nhưng mà hiện là đang đi tu thôi. Ừ, đi tu 7 năm rồi. 7 năm hả ngoại? Ừ. Nhưng mà... kéo Hòa Hảo ở trên... trên gì chính á, trên Cùng Hòa. Là ngoại có thường lên thăm con mình không ngoại? Không, lâu lâu cái... có chị em bạn mượn nó điện xuống về thăm. Lâu lâu cả tháng em mới về thăm. Về thăm nó cũng không có tiền, nó đi bán chổi xong bữa vài cây chổi nhỉ 5.000 bạc à. Bán rồi có khi bữa bán được, không được 2-3 ngày bán được 5-10 cây chổi về nhiều ngày đó mới có tiền. Rồi về người đó phải đi tu. Nhưng mà phải đi bán chổi để lo cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày nữa. Ừ. Để có thể tu tập không ạ? Ừ. Đi nuôi mẹ già chứ ở tu rồi thì ở đó làm công quả đó được, mà rồi có mẹ già rồi thành ra với đứa em không có tiền bạc nghèo khổ phải giúp chút đỉnh. Vậy là con trai ngoại đã tu 7 năm rồi. Khi đi nó cũng mười mấy năm rồi, nó đi mười mấy năm rồi. Khi đi trước khi đi tu có xin phép ngoại không ngoại? Có. Nói mẹ ơi, giờ hoàn cảnh nghèo vậy thì giờ con đi tu nhờ cho đạo, cho gạo, cho đồ mẹ như nhà. Tết thì người ta cho quà, người Mạnh Thường Quân cho 25 ký gạo. Rồi xa xa người cho 10 ký thì dùng, người ta ăn tới vụ nữa vậy đó. Tới tháng 7. Trời ơi trời. Chứ đâu có tiền đâu mua. Ngoài có tổng cộng là bao nhiêu người con trai? Có 2 người con trai à. Rồi người kia có tu không ngoại? Người con trai, cứ người Út này nè không có tu. Người thứ tư tu. Người... nó ở nhà nó cũng từ thiện đồ mà là, này kia. Là chồng của chị này hay gì ngoại? Ừ. Như vậy là chị này cũng là con nhưng mà là như là con dâu ngoại ha. Con dâu. Bây giờ kể con gái chứ không có kể con dâu nữa. Giờ nó đau con chồng nhưng mà vậy ở nhà như con gái mà nuôi nữa. Trời ơi trời. Cũng như là mẹ chồng phải lo lắng và chăm sóc cho con dâu mình mỗi ngày. Ừ. Ngoại sợ không ngoại? Không. Nó đau vậy giá trời ơn trên độ Quan Âm Bồ Tát độ cho ai cũng mạnh, cho con dâu tôi nó mạnh đi rồi nó mần, nó sống cơm nước trong nhà thôi, không đi mần đâu hết. Là chị bị như vậy là bao lâu rồi ngoại? Mấy tháng rồi con. Nhưng mà có đi khám chưa ngoại? Đi khám chụp hình. 6-7 tháng nha. Sao em thấy chị làm như là ngồi không được luôn ta? Bây giờ trong trong người chị như thế nào? Nhức nhối. Là nó đau ở đâu chị? Đau bao tử nữa. Rồi nó nhức. Đau một ngày nè. Đau bao tử rồi thêm là thần kinh tọa. Ừ. Căng rồi ung thư. Ung thư hả? Là chị ung thư gì? Thư hết nách. Nổi một con nách này giờ dữ lắm, nó nhức nhối, nó hành cơ thể.
rồi bác sĩ nói sao chị? Chụp hình rồi không có nói gì hết, chụp hình thôi chứ không có nói. Biết dỗi theo dõi rồi mà biết sao không có tiền rồi xin gì à? Đưa giấy. Nhưng mà con thấy tình trạng của chị như vậy nè ngoại, rồi sao ngoại không để trong bệnh viện cho? Để rồi không ai chạy tới chạy lui, thằng chồng đi mần rồi đứa cháu nội, đứa cháu nội cũng đi mần rồi nghe mẹ mẹ về nghỉ giờ nuôi chăm sóc tiếp với nội. Trời ơi trời, coi như là không tiền đành để con dâu ở nhà cắn răng chịu vậy đó. Đi nằm chứ từng rồi, rồi không tiền đóng, không có bảo hiểm đó, đóng tiền rồi rồi xin gì à? Trời ơi, tôi diễn giả. Đi mần. Khi mà mình nhìn vào người chị này là tôi diễn giả, mình cảm nhận được giống như là cái rất là khó luôn quý vị nha. Bây giờ trong nhà mình không còn ngàn nào sao ngoài? Hả? Còn ngàn nào để cho chị nhập viện sao? Không. Không có, mà không đủ tiền, đứa cháu nội nó nghe, nó cầm xe 4 triệu làm đứt hết trơn rồi, giờ mới xin gì à? Cháu nội ngoại phải cầm xe để lo cho chị này nữa. Ừ, thằng cháu nội lớn đi mần tới sáng. Ừ, hỏi mượn 4 triệu ở ngoài nữa hả chị? Mà nằm vậy dưới một ngày mua này kia ăn đâu có xin đó, đâu có cho mà đi mua về ăn. Rồi ngoại con thấy đó, là cái ngôi nhà của mình nè ngoại coi như là hở hết trơn rồi, là lâu dữ lắm hả ngoại? Lâu rồi, hôm đó lá rồi cháu nhí nhỏ nó xé hết trơn, nó đứng ở đâu nó xé lần hết, nhờ người ta cái chuồng heo người ta đó, ta bỏ dán cho lại mà chai út nó sửa lại. Là ngôi nhà mình là phải lấy từ dán của chuồng heo để làm nên ngôi nhà. Làm đỡ bên nay thì hồi đó mà người cũng nhờ ta cho cây làm đỡ. Sao ngoài kể con nghe chua xót quá vậy? Chàng ơi khổ lắm, nghèo rồi đi mần vất vả. Nhưng mà hôm trước mấy tháng trước nó đi mần mà đi cưa cây, cây là ngoại hay gì? Ngoại hả ai? Cây út chồng nhỏ này. Ừ, tôi cũng đỡ mần, giờ cũng mần gì cũng không có được bao nhiêu hết. Ai kêu cưa dừa hai cây ba cây cưa, với ai kêu củ hủ dừa bán á, mua rồi bán lợi. Trời ơi trời, ngoại lớn tuổi như vậy chắc con nghĩ ngoại đâu có làm gì ra tiền đâu ha. Dạ rồi, đâu có làm gì ra tiền. Thực sự mà nói khi mà mấy anh em con á nghe người dân có báo tin đó ngoại, là ở đây có một hoàn cảnh của ngoại với con gái nè, con dâu ngoại nè. Thì khi mà xuống tới á, bước vào ngôi nhà, thật sự cũng nhìn thấy ngôi nhà là con giống như là cảm thấy là rất là khó khăn luôn rồi. Yeah. Hằng ngày là ngoại phải sống nhờ vào gạo từ thiện đó ngoại. Gạo đã cho hôm Tết tới giờ chưa hết. Rồi tới tháng gầm tháng 7, gầm tháng 6, tháng 7 người ta có người đem lại cho. Dạ. Yeah. Bây giờ không biết tình hình của chị đó là như thế nào nữa quý vị. Thì nói chung là bây giờ chỉ vì không tiền á, đành phải chịu như vậy thôi quý vị nhá ơi. Rất là thương cho một bà lão cũng như là một người mẹ á, lo cho người con dâu mình, là mẹ chồng lo cho con dâu mình giống như là một người con gái ruột luôn quý vị. Thật sự mà nói á, mình hiếm khi nào mình có thể cảm nhận được cái hoàn cảnh như vậy quý vị. Rồi sao ngoại không kêu con trai mà đang tu đó về phụ giúp gia đình ngoại? Nói làm gì á, tại hồi đó nghèo còn nhỏ, tuổi mấy năm trước nó không lo mần, mà giờ gũi đau vậy làm sao mà giúp. Nó cũng đi tu rồi thôi, đâu có tiền, nó không có cho là cho vài trăm thôi, chứ tháng cho có 200-300. Ngoại này, bây giờ nếu như mà ngoại có được một ước mơ
thì ngoại sẽ ước mơ điều gì trước lúc ngoại? Ước mơ nhờ mạnh thường quân về đây cho chút đỉnh tiền, lo cho cô chở đi nằm, đi thơ nằm cho lợi cho thiệt mạnh. Chứ giờ ở nhà đây thuốc, chịu thuốc thì thôi, không chịu thì sợ nó yếu lắm. Rồi sao ngoại lo cho con dâu ngoại rồi? Còn ngoại con thấy tuổi già cũng sức yếu rồi đó. Sức yếu mà, nhưng mà Phật, nhờ Phật độ, đau bụng nhức đầu là nín thinh niệm Phật hồi Quan Âm Bồ Tát độ. Rồi cho con đi cho khỏe, con có đứa dâu vậy rồi giờ. Nếu già mà yếu quá rồi, tội nghiệp dâu. Mỗi ngày thì thằng trai nó đi làm, ai đi kiếm đi làm, ai kêu đi cưa dừa, cưa mận gì đó, đi kiếm bị vài trăm, hai ba trăm thôi. Không có đắm, mẹ tha gì cho con chứ không có đắm. Là bình thường là ngoại đau bụng nhức đầu. Đau bụng nhức đầu nín thinh à. Niệm Phật, niệm Phật rồi tỉnh nước cúng Phật uống à. Cúng cụ quyền tổ đó uống à. Và con thấy có ngoại có thần ngâm đây nha. Ừ. Là ngoại tỉnh nước đó uống là hết. Ừ. Cũng mừng nha ngoại, nhà trời thương nha. Ừ. Ngoại năm nay đúng tuổi ngoại luôn là bao nhiêu rồi? 88. Chú sủ 88 tuổi. Ừ. Ôi người cũng trời thương. Tôi mấy năm trước tôi ở nhà chưa có đi theo một cháu hòa hảo với thằng trai thứ tư đó ha. Ở nhà đi nhổ thuốc nam cây này cây kia đem về chùa này chùa nọ. Rồi có bệnh đi tới bác gù hốt lần chục thang mà đi lần trăm ngoài cũng mà đi mần cỏ mướn lấy tiền đi. Yeah. Rồi tới 200+ thôi nghỉ rồi về chùa. Ở anh thờ có cái cậu đó hay không tôi nổi cái đầu chỗ này nè. Lên như cái giết lên nhiều nè, cái nhức quá cái đi bác sĩ rồi cạo tóc con nhận cái tôi không được. Rồi cái nói xin về cho thuốc cái ông ơi chạy qua cái anh ba coi làm sao. Cụ ba tinh chánh vậy chạy qua cái nơi cô ngồi cô niệm Phật đi. Hình ngó hình Phật bằng thờ Phật cô niệm Phật hoài chừng vài chục phút đi rồi con hút thuốc cho anh ta rồi con trở lại con đem thuốc con giặt cho cô tiêu mất chứ không có lên cao nữa. Thế sau hút ba thang thuốc, một thang thuốc uống 3 ngày. Sáng 3 chén. Rồi uống rồi vài tiếng hồ 3 chén nữa. Rồi uống 3 là một ngày uống 3, một thang thuốc uống 3 ngày cái từ đó tới giờ tôi khỏe luôn, không có bệnh nổi đầu nữa. Dạ. Yeah. Như cái giết bức giết của mình vậy. Yeah. Tôi giờ lại Phật tôi vui mừng gì mà tôi niệm Phật Quan Âm độ cho ai bá gia tánh mạnh cho tụi con mạnh con có đứa con gì con gắng con nuôi tới đuôi nấu nước nấu đồ rồi cháo rau cho nó ăn nó mạnh thôi tôi mừng à. Ngoại bây giờ ngoại có còn đất ruộng gì không ngoại? Không có. Chỉ có cái nền nhà này thôi hả ngoại? Ở nhờ ở đậu người ta hồi đó vườn tuột dữ lắm nên ta như mày về đây tao cho mày cái nền nhà mày ở mà giờ người ta không cho. Dạ. 20-25 năm rồi. Dạ. Coi như là ngoại ở nhờ ở đậu đây. Ừ. Chứ không có đất nền nhà luôn. Không. Tính thằng trai cháu nội nó đi mà tới qua trăm năm kiếm chỗ sang nền nhà. Yeah. Bên 150 triệu ơn kia kìa. Ừ. Của anh ta ta sang lên ta sang đợi đó. Chào con. Dạ thưa ngoại, thì ngày hôm nay á con cùng với Thanh Trúc á xuống ghé thăm ngoại cũng như là con gái con dâu của ngoại nè. Ừ. Thì qua tìm hiểu á, cũng như là bà con á cũng cho biết được là ngoại á, là đang gặp rất là nhiều khó khăn. Ừ. Thì trước tiên á, là hai anh em con á có một chút tấm lòng á xin gửi tặng cho ngoại nè. À, để ngoại có thể mua gạo cũng như là mua đồ ăn nha. Mua đồ ăn chứ gạo bây giờ ít bữa là đem lại cho vài chục ký nữa. Dạ là đây con gửi cho ngoại là 500.000 là của anh em con. Dạ. Ha. Ừ. Rồi chị ơi, bây giờ chị như vậy đi. Mấy anh em á thì cũng có đem theo á là cái bột nghệ đen. Tại đây chị ha. Thì nói chung á là phước chủ may thầy. Chị bây giờ chị dùng đi ha. Mỗi một ngày như vậy á là chị dùng một muỗng rưỡi cà phê chị pha với một cái ly nước ấm á, chị quậy đều lên, nhưng mà nhớ là uống một ăn cơm rồi ha, ăn cơm rồi sau đó khoảng 5 phút rồi uống nha.
chị uống đi, rồi nếu mà hết cái hũ này nè, hoặc là nửa hũ á, mà chị thấy là nó không còn đau nhức như tình trạng hiện tại bây giờ nè, thì chị cứ gọi trực tiếp cho em, cũng như là Thanh Trúc á, xíu nữa em sẽ cho chị số điện nha, để đem lên cho chị uống thêm, để cho chị hết khỏe hẳn luôn nha. Thì cái bột ngái đen này nè, thì nhiều bà con cũng gặp cái tình trạng như chị đó, là đau thần kinh tọa nè, rồi tê bì tay chân, đau nhức tay chân mà dạng như là đi đứng không được luôn đó chị, cũng đau quằn quại như chị vậy đó, nhưng mà người ta chỉ dùng khoảng là 5-6 ngày là có hiệu quả rồi. Thay cái hũ này thì chị dùng có thể là được cỡ 20 ngày, nếu mà hết thì cứ liên hệ cho mấy anh em nha. Dạ chị dùng liền đi nha, chút nữa nhớ ăn cơm rồi hãy dùng nha. Thì ăn cháo chứ không ăn cơm, nên cháo. Cái này nó có cái đặc biệt là tại vì trong này là nó có kèm theo là bột ngải chống độc đó ngoài, là nó sẽ đào thải độc tố ra ngoài. Đào thải độc tố ra ngoài cho nên là những cái ngày đầu mình dùng thì nó sẽ chưa quen. Chưa quen thì nó tạo ra cái cảm giác giống như là ngoại bị rối loạn tiền đình vậy đó. Là cứ bình thường nha ngoại nha, cứ dùng bình thường nha. Dạ. Thưa diễn giả, thưa quý mình thường quân trong và ngoài nước, thì ở bột ngải đen cũng như là kết hợp cùng với bột ngải chống độc và một số loại thảo dược nữa, thì có hai dạng, là một là dạng viên và hai là dạng bột. Thì dạng viên á thì nó sẽ dễ dùng hơn là dạng bột. Và nếu mà ai mà uống dạng bột nhiều á, quen á, thì có thể dùng được. Dạ. Thì bột ngải đen kết hợp cùng với bột ngải chống độc sẽ hỗ trợ cho quý vị khán giả những cái triệu chứng như là đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, thoát vị địa điểm, đau nhức xương khớp, tê bì tay chân. Hai gối tôi nè, dữ lắm. Dạ, như vậy giờ ngoại cũng dùng thử luôn nha. Đi chăm cứu cái bớt đi, uống chỗ này chỗ kia, giờ về đi chăm cứu ở dưới chợ đó, cái đỡ bữa nay đi chăm cứu mà nghe có khách về cái ở nhà. Dạ, nói chung á, cái này nó còn làm cho cái khối u của ngoài nó nhỏ lại, rồi nó teo dần lại và nó sẽ không có còn phát triển nữa. Nói chung là nó hay lắm. Nhiều bà con đã dùng rồi và nó hết rồi, cũng giống như trường hợp như chị nè. Mấy anh em con xuống tặng á, thì dùng á, là bây giờ hồi nãy ngoại cũng nghe mấy anh em con trò chuyện đó, là cái cô ở trên Tiền Giang đó, mấy anh em con cũng cho đó, rồi bây giờ điện xin nữa đó. Dạ. Tôi Duyên Giá, để mà có được cái sản phẩm Tôi Duyên Giá, để mà có được bột ngải đen, thảo dược bột ngải đen cũng như là dạng viên dạng bột á, thì quý vị khán giả cần dùng á, thì cứ liên hệ trực tiếp cho Ngôn cùng Vinh Trúc, hoặc là comment để lại cái cách để mà liên hệ với quý vị khán giả, thì bên Ngôn cùng Vinh Trúc sẽ có người gọi điện trực tiếp cho quý vị khán giả và gửi đến tận nhà cho quý vị khán giả nha. Dạ rồi, còn ngoại ơi, bây giờ thôi thì con cũng nguyện cầu chúc sao á cho con gái của ngoại á sẽ phước chủ mai thầy nè, hạp với cái bột ngải đen này sẽ khỏi bệnh nha. Còn riêng ngoại thì con cũng nguyện cầu chúc cho ngoại á luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an nha ngoại nha. Dạ. Tôi cũng nhờ niệm Phật và Quan Âm hoài, ai trước gái ai cũng mạnh, cho con tôi mạnh, tôi mẹ con tôi mạnh và thường thường niệm Phật và Quan Âm hoài. Dạ, ngoại cố gắng lên nha. Dạ, tôi yên dạ. Đến đây thì Ngôn cùng Vinh Trúc xin phép được kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở một video kế tiếp ạ. Con xin chào, hẹn gặp lại ạ.